VinFast vừa tổ chức sự kiện trải nghiệm các dòng xe máy điện thế hệ mới tại Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo người dân yêu thích xe máy điện đã có cơ hội lái thử các mẫu xe mới như Felix S, Clara S 2022, Vento S và Theon S được ứng dụng công nghệ pin LFP có khả năng di chuyển gần 200 km một lần sạc với những nâng cấp đáng giá ở khả năng vận hành, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác và chương trình giải trí đặc sắc tại sự kiện. Đến sự kiện từ rất sớm, MC Vũ Mạnh Cường cho biết anh rất hào hứng khi nghĩ tới viễn cảnh một thành phố xanh khi lượng khói từ các động cơ xe máy sẽ được giảm đi nhờ vào việc sử dụng xe máy điện. Đây là lần đầu tiên mà Cường có trải nghiệm, nói chung là rất là tuyệt vời cùng với xe máy điện. Với những cái xe máy điện của VinFast thì tự nhiên cái mình cảm thấy là giống như là đi trên xe máy thật sự mọi người ạ. Với những cái loại xe máy điện của VinFast như thế này thì tôi nghĩ rằng là sẽ là một lựa chọn vô cùng hữu ích luôn. Cái thứ nhất nè, để cho bảo vệ môi trường, và cái thứ hai nữa là sẽ giúp chúng ta có những trải nghiệm. Trời ơi, mọi người nghĩ coi, chạy xe máy mà êm ru. Nếu như mọi người ở trong những khu chung cư cao cấp mà ở đó đòi hỏi về cái sự hạn chế tiếng ồn đi, hoặc là buổi tối mọi người mà đi làm về ở trong những cái khu chung cư đi, mà nếu như mọi người chạy xe máy sẽ gây một cảm giác vô cùng khó chịu đúng không? Nhưng mà chạy xe máy điện thì êm ru luôn. Chính vì vậy mà Cường nghĩ rằng là đây là một giải pháp chứ không còn là một phương tiện nữa nha. Đây là một giải pháp vô cùng hiệu quả luôn. Nhiều người dân có mặt tại sự kiện cho biết đã có dịp để tìm hiểu kỹ hơn về xe trước khi quyết định đặt cọc mua xe và hưởng các chính sách ưu đãi bán hàng siêu cấp dẫn từ VinFast. Tôi tới đây để tham gia một cái buổi trải nghiệm về xe dòng xe VinFast mới là các hệ thế hệ Felix S, Clara S 2022, Vento S. Tôi đang tập trung vào là Felix S. Tại vì thứ nhất là cái dòng xe này là nó nói về bốn mẫu xe đang có hiện nay thì dòng xe này gọi là vừa túi tiền và đồng thời là nó lại phù hợp lại người phụ nữ. Nên tôi ngày hôm nay tôi có dẫn thêm vợ đi theo để thử nghiệm và có vẻ là vợ tôi rất là hài lòng về điều đó. Riêng tôi thì tôi lại đam mê về dòng Vento S hơn. Nhưng mà nói thật ra thì tùy vào kinh tế nên tôi sẽ cân nhắc là tôi sẽ ưu tiên cho chọn Felix S trước để mà cho vợ tôi trải nghiệm và sẵn là để cho gia đình có một cái cũng góp phần tham gia vào một cái cuộc sống xanh. Dòng xe mình đã có được cái không gian cốp nó rộng rãi hơn do đã được tích hợp vào cái hệ thống pin nó nằm dưới gầm xe. Tôi thấy là xe vận hành rất là êm ái, không giật, không bốc, nó rất phù hợp cho các bạn nữ, những người phụ nữ là đi chợ hay là đi làm công việc từ nhà tới văn phòng và từ văn phòng về nhà. Tại sự kiện, người tham dự cũng đã được trực tiếp khám phá các tính năng thông minh kết nối ứng dụng VinFast e-scooter, tự tay điều khiển những mẫu xe máy điện thế hệ mới trên quãng đường thử với nhiều thử thách thú vị để kiểm chứng khả năng tăng tốc mượt mà, êm ái của xe. Bên cạnh khu vực lái thử xe, người dân cũng tranh thủ tham quan các khu trưng bày các dòng xe máy điện và các bộ linh phụ kiện chất lượng được cung cấp bởi nhiều đối tác danh tiếng. Đội ngũ chuyên gia của VinFast đã giới thiệu và giải đáp các thắc mắc của người dùng về xe máy điện nói chung cũng như các dòng sản phẩm mới nói riêng, đồng thời đưa ra lời khuyên chọn xe hữu ích, bám sát nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng. Ngoài ra, còn có các chương trình bên lề mang đến không gian giải trí sôi động như các hoạt động tương tác và nhận nhiều phần quà thú vị từ nhà sản xuất, chương trình nhạc hội sôi động với khách mời là các ca sĩ nổi tiếng như Ricky Star, Lâu Hoàng, ST Sơn Thạch, DJ Divu. 5 dòng xe máy điện thế hệ mới vừa được VinFast giới thiệu cuối tháng 4 gồm Evo 200, Felix S, Clara S 2022, Vento S và Theon S. Với điểm nhấn là khả năng vận hành ấn tượng hơn trong khi mức giá được ưu đãi hơn, pin LFP có khả năng chống cháy nổ lớn, giúp tăng sự an toàn cho người dùng, đồng thời giảm tác hại triệt để đến môi trường.